nhẹ nhẹ chứ. Bự chứ không? Kính thưa tất cả quý vị, khách quý thân mến, và ngay bây giờ, thưa quý vị, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu của chúng tôi và cùng xem qua nghi thức lễ thành hôn của chú rể Quốc Trọng sánh duyên cùng cô dâu Thanh Thủy. Xin được phép bắt đầu. Chào đón tất cả quý vị quan khách đang cùng có mặt trong buổi lễ thành hôn của gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, thưa quý vị, phép thay mặt ekip thực hiện chương trình nhà hàng Senhouse, anh em ban nhạc Thanh Tiến cùng với gia đình sẽ được mạn phép gửi tới tất cả quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe thân thương, lời chào trân trọng nhất. Tất cả quý vị, khách quý, thân mến, yêu và được yêu là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Và ngày hôm nay, trong một không gian rất là xinh đẹp và thơ mộng như thế này, tất cả chúng ta đang cùng có mặt ở đây để cùng chứng kiến cho tình yêu tuyệt vời ấy. Đó chính là tình yêu của chú rể Quốc Trọng cùng cô dâu Thanh Thủy. Và ngay bây giờ, tôi xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về khán lễ, cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự xuất hiện ấn tượng của chú rể Quốc Trọng cùng cô dâu Thanh Thủy đang cùng nhau tiến về lễ đài hạnh phúc.